tất cả những người con Phật với lòng thành kính yêu quý Đức Thế Tôn vô bờ được dâng lên ngọn nến từ trái tim chân thành yêu kính cúng dường Đức Thế Tôn. Kính thưa đại chúng, tâm nguyện của Thầy mong mỏi làm sao tinh thần của Phật Pháp sẽ được lan tỏa. Mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chúng ta sẽ là một sứ giả của Như Lai để đem ánh sáng Phật Pháp đến muôn nơi như lời chúng ta phát nguyện Bồ Đề. Nguyện đem ánh sáng Phật Pháp rộng khắp tất cả muôn nơi, đó là tâm nguyện của Thầy. Và Thầy cũng mong muốn nó sẽ trở thành tâm nguyện của mỗi tăng ni, mỗi Phật tử chùa chúng ta.